Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến khoảng gần sáng và sáng ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở các tỉnh khu vực Bắc Bộ, từ ngày hôm nay trời trở rét. Đối với các tỉnh Nam Bộ thì chiều cường tiếp tục xuống chậm, nhưng nhiệt độ ở khu vực này đang tăng dần khi khối khí gây thời tiết nóng đang ngày càng lấn sâu và đồng thời đẩy mây ra khỏi đất liền. Trời ít mây nên thời gian nắng sẽ kéo dài hơn, với nhiệt độ khu vực tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ. Về tình hình thời tiết trên biển thì cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trong sáng ngày hôm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường. Từ ngày 20 thì không khí lạnh suy yếu và di chuyển sang phía Đông. Sau đó khoảng ngày 22, ngày 23, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đồ thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới nên nền nhiệt độ bắt đầu giảm dần, mây phát triển và trời bắt đầu giảm nắng, cường độ nắng yếu hơn hẳn so với những ngày trước, cùng với đó là mưa dông xuất hiện. Do vậy, cảm giác một ngày có hai trạng thái thời tiết, nóng và lạnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Khu vực nội thành của thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong mức từ 20 đến 27 độ với độ ẩm 80%. Sau những ngày bừng nắng thì không khí lạnh phía Bắc về cũng là nhân tố khiến độ bất ổn định trong khí quyển tăng, mây dông xuất hiện nhiều ở khu vực vùng núi phía Bắc. Dự báo đợt lạnh này sẽ kéo dài và những đợt rét sẽ liên tục được bổ sung từ nay đến cuối năm. Đến ngày hôm nay thì sự tương đồng với thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ không còn. Không khí lạnh tràn về sẽ khiến thời tiết phổ biến là nhiều mây hơn, cường độ nắng giảm dần, trời có giảm giá rét từ đêm nay. Tại khu vực thành phố Hải Phòng thì nhiệt độ cao nhất trưa nay giảm xuống mức 26 độ và thấp nhất về đêm là 19 độ với độ ẩm tại đây là 80%, trời có mưa dông. Khu vực các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến đổi do chưa chịu tác động nhiều của khối khí lạnh, trạng thái thời tiết phổ biến là ngày nắng. Đến đêm nay thì rạng sáng ngày mai khi mà không khí lạnh bắt đầu tác động thì ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển mưa rào và dông ở một vài nơi. Đối với khu vực thành phố Đà Nẵng, thời tiết chưa chịu bất kỳ hình thế thời tiết xấu nào nên sẽ có một ngày thời tiết tạnh ráo, không mưa với nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 30 độ với độ ẩm từ 60 đến 65%. Khoảng 2 ngày nữa khi mà khối khí lạnh phía Bắc bổ sung thì khu vực thành phố bắt đầu có chuyển biến rõ nét hơn, trời nhiều mây và có mưa dông, trời lạnh về đêm và sáng, sương mù sẽ xuất hiện trở lại. Ở khu vực các tỉnh thành phía Nam do chịu ảnh hưởng của bộ phận áp thấp phía Tây bị nén yếu, kết hợp với trường gió Đông Bắc không mạnh và có hướng phân kỳ nên trời khá oi nóng, cảm giác khô hanh oi bức kéo dài. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 35 độ. Ở Phước Long, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ có thể lên đến trên 35 độ, khiến cho không khí trở nên khô nóng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Ngày hôm nay, tại nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 24 độ với độ ẩm không khí tại đây là 45%. Cảm giác trời khô hanh oi bức kéo dài không có lợi cho sức khỏe. Cuối năm cũng là thời điểm tại các chợ kho hàng sẽ tích trữ nhiều hàng hóa, cùng với tiết trời oi bức và khô hanh sẽ khiến cho tình trạng cháy nổ rất dễ xảy ra. Do vậy, người dân trong khu vực cần hết sức lưu ý, đề cao cảnh giác với tình trạng cháy nổ do những bất cẩn trong sinh hoạt. Từ đến ngày hôm nay thì chiều cường tại khu vực thành phố cũng sẽ rút dần, tuy nhiên hiện tượng ngập vẫn còn duy trì tại một số khu vực vào thời điểm tối. Sau đó chiều sẽ liên tục rút dần, sinh hoạt và giao thông sẽ ổn định trở lại. Đối với khu vực thành phố Cần Thơ thì trời cũng có nắng nhiều hơn và cảm giác oi bức với nhiệt độ trong ngày từ 25 đến 33 độ với độ ẩm 55%. Nhờ địa hình sông ngòi dày đặc nên cảm giác oi nóng giảm bớt hơn. Tuy nhiên ở khu vực nội thị, đường bê tông do mặt đất bốc hơi tạo những cột khí nóng bốc lên cao nên thời điểm từ 11 giờ trưa khi mà lưu thông ngoài đường, quý vị cũng cần trang bị thêm các trang phục chống nắng thích hợp. Liên tục trong những ngày đầu tuần, thời tiết khu vực thành phố nắng nhiều, sau một vài ngày tới thì có khả năng không khí lạnh phía Bắc sẽ bổ sung, trời chuyển dịu mát hơn, cảm giác hơi se lạnh sẽ rơi vào buổi sáng sớm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.